Buongiorno Mickey. Hola, bienvenido. Đây có thể nói là một ngành công nghiệp các bạn. Công nghiệp giải trí. Họ làm phim này, bán đồ chơi có những cái hình ảnh hoặc là những chú bông cho trẻ con liên quan đến những bộ phim hoạt hình đó. Mọi người đây họ xây một cái khu vui chơi giải trí. Toàn bộ đó là một cái quy trình. Ngành công nghiệp. Ở đây họ buôn bán. Đó. Mình cũng chưa hiểu là tại sao mọi người xếp hàng đang như thế này. Hình như là có một cái gì đó sắp tới thì phải. Sắp diễn ra thì phải. Một chút nữa là sẽ có diễu hành đi qua đây, chính vì vậy mà mọi người đang đứng đổ xô lên đây và đứng hai bên đường. Đó. Hiện tại là ngoài trời rất là nắng và nóng. Thực sự là rất nắng nóng. Đoàn diễu hành đang sắp đến đây rồi. Họ đang bóp còi. Đoàn diễu hành đang tiến tới. Rất đông người. Welcome to the Magic Kingdom. You are warmly invited to join Mickey Mouse and his Fantasyland friends for a magical celebration in the streets. Dreams will come true, hearts will soar, and you will become a part of the magic. For the time has come to take your places and prepare to welcome the wondrous and wonderful Disney Festival of Fantasy Parade! We are
cái xe ở phía trước kia. Đúng rồi. Đó. Tiến tới sẽ là các nhân vật là hoạt hình, nhân vật trong phim. Nó sẽ đi qua đây. Chúng ta hãy xem. Xem nhiều những bộ phim của Disney thì chắc chắn sẽ biết tất cả các nhân vật này.
mặc dù bên ngoài trời đang rất nắng và nóng, nhưng mà các diễn viên ở đây họ rất là tươi cười và nhiệt tình múa. Mình thực sự là không biết nhiều nhân vật.